Quay quay cái gì? Đồ ăn người ta múc sẵn ra hết bát ra đĩa hết rồi còn không biết bưng ra à? Bưng ra đây nhanh lên. Đứng đây mà quay quay. Không biết bưng à? Đã nói như thế rồi. Rồi bây giờ đồ ăn người ta bê ra hết đấy rồi không lấy bát lấy đũa ăn mà cái gì? Lấy bát lấy đũa nhanh lên. Cười cười á. Mà bát ra nhanh lên. Lấy bát lấy đũa hết rồi không biết mang đồ cơm nào. Không mang đồ cơm ra lại ăn bằng cái gì? Ăn đồ ăn không à? Vẫn còn cầm máy quay được chứ. Ta đi làm cả ngày mệt mỏi rồi còn bắt người ta làm hết cái này cái kia. Không biết sửa cơm à? Sửa cơm đi nhanh lên. Để người ta sửa cơm nhở? Cười á. Sửa cơm nhanh lên. Còn bây giờ sửa cơm sao không biết xoa đũa à? Không xoa đũa ăn bằng cái gì? Xoa đũa đi nhanh lên. Đấy, ngứa hết cả mắt. Còn bây giờ không ngồi xuống ăn à? Bắt người ta đút cho ăn à? Tự ngồi mà ăn đây.